Quý vị, theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, cứ mỗi dịp 10 tháng 3 âm lịch, người Việt Nam ta lại hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương cùng các nghi thức bày tỏ lòng biết ơn, công lao dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Theo đó, mâm cơm dâng lên vua Hùng trong dịp đặc biệt này cũng đã trở thành nét văn hóa độc đáo và gợi nhớ những bài học lịch sử của dân tộc. Theo truyền thuyết, Hùng Vương đã có công dựng nên nhà nước Văn Lang thuộc vùng đất Phú Thọ ngày nay. Vì vậy, trong hàng ngàn năm qua, người dân Việt trên khắp mọi miền đất nước đã lưu truyền tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để thể hiện lòng biết ơn. Bánh dày 18 chiếc, bánh chưng 18 chiếc đi cùng tam sinh, gồm thịt heo, bò hoặc thịt dê, ngũ quả, gạo muối, rượu và trầu cau là những lễ vật không thể thiếu trên mâm cỗ dâng lên giỗ tổ Hùng Vương. Mỗi lễ vật này lại mang một ý nghĩa biểu trưng, chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời độc đáo. Gia đình tôi mỗi năm đi cúng lễ Hùng Vương. Nếu mùa dịch chỗ này chúng ta không đi được thì mọi người chúng ta phải cúng một mâm lễ cúng Hùng Vương để lòng biết ơn. Thì so với năm ngoái thì lượng đơn hàng cho giỗ tổ Hùng Vương tăng lên đáng kể do cái dịch bệnh. Thì dịch vụ đồ cúng Việt cũng đáp ứng được cái tiêu chí là giao hàng tận nơi, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và miễn phí ship cho tất cả khách hàng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa. Trong dịp giỗ tổ năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quý vị khán giả không nên tụ tập, thờ cúng ở nơi đông người nhằm hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu khả năng lây truyền bệnh dịch. Thay vào đó, nhiều gia đình đã liên hệ đặt hàng trực tuyến mâm cúng giỗ tổ Hùng Vương tại gia với giá dao động từ 1.300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.